Rồi xin chào tất cả 500 anh em trên toàn quốc nha. Bên em này là Quyết Giang, chuyên động cơ xe máy nha. Hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nha là 0364011683 và 0983198853. Đấy, toàn thể anh em là thích chơi cái dòng Honda cổ, máy cổ nhá. Thì hôm nay vừa em về được có 6-7 con ấy, nhưng mà giá nó cũng không hề rẻ một chút nào. Đây là hàng em giới thiệu một chút nhá. Em là Quyết, em Bắc Giang. Anh em có nhu cầu mua thì alo cho bên em nhá. Anh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh, vì sau bên em về rất chi là nhiều máy cũ nhá. Thì anh em thích máy dòng như nào hoặc lắp vào xe gì thì anh em có thể điện trực tiếp cho bên em để bên em tư vấn. Và anh em đặt hàng đặt cọc bên em sẽ nhận gửi gọi order hàng cũ anh em nhá. Đây, nay bên em về mấy con 67 CD này. Đấy, máy rất chi là đẹp anh em nhá. Máy hàng thời xưa. Thời xưa thì chỉ có máy Nhật thôi chứ không có Honda nó sản xuất ở nước nào cả. Đây anh em nhìn này. Make in Nhật Bản đấy anh em nhé, Japan đây. Máy là toàn bên em tuyển đây là toàn hàng zin, hàng đẹp. Hàng đẹp nhá anh em nhá. Thì là anh em con nào giá bao nhiêu bên em đã đánh mã đây, và giá bao nhiêu là bên em đã ghi giá đây, là anh em chốt nhanh. Thì còn mà cũng có rất chi nhiều anh em muốn mua, nhưng mà là anh em chưa mua được thì vì em hết hàng cũng từ đầu năm giờ, bây giờ mới em nhập được một lô. Lên này anh em có muốn mua thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Đấy rồi anh em vừa xem anh em vừa đăng ký kênh nhé. Rồi đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu con đầu tiên anh em nhé. Đây là con mã bao nhiêu đây? 91. Con này giá bao nhiêu? 6 triệu. Con này là mã 91 nhé. Thì nó bao gồm cho anh em là theo một cần số đây. Phần khởi động nhé. Đấy, cái này thì nó không được đẹp lắm đâu. Và bộ chế hòa khí này. Đây, bộ chế hòa khí zin của nó, đấy, zin của nó nhá. Rồi thì em sẽ đi sâu một chút đây. Thì cái bộ này đây nó vẫn còn tem, nói chung là hàng nó đẹp đấy, nên là nó vẫn còn đây, nó hơi bị sứt cái dầu đây. Đây hơi của nó sẽ là HM. Thời xưa ấy là nó sẽ là cái mã tất cả các dòng zin Thái thế nó có đều chữ HM này. Ở đây sẽ là HMB3, dòng CD90 anh em nhá. Đấy, đầu bộ E21 này. Và hơi của nó sẽ là 85. Đầu bò đây, máy của nó anh em nhá, máy zin nguyên bản nhá. Chưa sửa chữa. Máy vẫn còn lổ đây anh em nhá. Đấy, lổ rất chi là ngon nha anh em nhá. Đấy. Rồi, hạ máy xuống. Đấy, tất cả là máy vẫn đang chạy nhá. Và cục máy của nó sẽ là 6 triệu rưỡi con mã 91 này. 6 triệu. À 6 triệu mã 91 anh em nhá. Đấy, anh em ưng được con này, chốt con này thì anh em phải nhanh tay gọi điện cho trực tiếp số điện thoại bên em. Vì những cái hàng dòng cũ này anh em nhá, thì anh em có mua thì còn mà anh em cất đi, anh em sau anh thích anh em bổ ra, chứ còn bây giờ hàng nó không có nhiều đâu. Đấy, nó vip rồi. Tiếp theo con thứ hai là con này thì nó rẻ thôi, con này là ưu tiên những anh em là có xe rồi, có xe rồi mà nó thiếu thì con này đầu bò là E31 này. E31 và giá của nó là 5,5 triệu. Và con này nó cũng đã bị sơn lại một tí rồi, nó vẩy vẩy rồi. Và tất cả nó cũng đều là zin đây anh em nhìn này. Đây. Dòng riêng cái đầu bùa chắc nó lúc để ngoài, con này chắc để ngoài nó hơi bị han một chút thôi. Đây. Đây này là HMB1 nhá. Đấy, bộ hơi mới lại yếc của cái này nó hơi gãy, anh em về thay lại nhá. Đây anh em nhìn dòng là nó zin này. Đấy, dòng zin. Và cái này nó chỉ theo con máy không anh em nhá. Và củ hút này. Đấy, máy không và củ hút nhá. Đấy. Đây anh em này. Máy chưa gọi là có vấn đề gọi là bổ máy anh em nhá. Nó không phải như máy Việt Nam đâu, máy Việt Nam thì các bác đi nó nát á. Đây, còn những cái con máy này thì bác bên này đa phần cái thời xưa ấy, là họ có tiền họ để xe sau họ vứt đi cái xe cũ, nên là bên họ người giàu người ta nhiều lắm. Người ta tháo những cái con xe đều có khi nó máy nó còn rất là đẹp. Về lổ gần như là máy mới. Đấy anh em nhá. Thì những cái dòng này nó từ thời những năm 197 mấy cơ. 80 hoặc là 9 mấy, 94, 95 gì đó. Em không để ý đâu, nhưng mà khá là lâu năm rồi. Rồi, tiếp theo con này là mã 95 và giá của nó 5,5 triệu anh em nhá. Đây. Này đến với anh em một con cũng khá là đẹp ở đây. Đây mang cá anh em nhá. Đây. Và tất cả những cái dòng này là thời xưa mà đây là hàng nhập Trung Quốc anh em nhá. Nhập Trung Quốc nhưng mà nó là hàng của Nhật hết. Đấy. Đây, củ đề là Mitsubishi hết đây anh em nhá. Mấy con kia cũng thế nhá. Tất cả là zin hết anh em nhá. Anh em lưu ý là zin hết, zin 100%. Đấy. Đây, cái số khung số máy nó chữ là HA nhá.
HA rồi bao nhiêu SE đây. Đây là hàng Trung Quốc nhá anh em nhá. Trung Quốc nhưng Nhật Bản nó xuất sang anh em nhá. Đây, và cái đầu bò của nó sẽ là HB4 này. Và con này nó sẽ HBC3. Đấy, HBC3 anh em nhá. Đấy, đây con này anh em xem đầu bò này, đây. Tất cả răng giết là còn nguyên bản hết anh em nhá. Đấy, còn máy móc anh em nhìn thì những cái này gọi là côn chưa chạm này. Hơi lửa nó cũng vẫn ok anh em nhá. Giá của nó sẽ là 6 triệu và đi kèm theo nó là chế độ độc chế hòa khí anh em nhé. Đấy, ưu tiên những anh em nào có xe rồi thì anh em lấy những cái đồ như này thôi. Đấy, còn giá như nào và phụ kiện như nào ấy, thì anh em có thể là mua bên em thì nó chỉ có thế thôi, thì nó không được đầy đủ anh em nhé, vì có những con bên em nhập là họ tháo ra nó chỉ có như vậy thôi. Rồi tiếp theo là con vip nhất, đây vip đẹp nhất đẳng cấp nhất. Đây, anh em nhìn nha, đầu con này là đây, hơi nó để ngoài nó hơi gọi là dỉ một tí thôi. Đây, HAOSE đây, hàng này đây. Đây, cái nhông của nó rất là mới anh em nhá. Đây, em nhìn cái lốc con lửa này, đó chưa bị tháo này. Đấy. Nó gọi là zin, VIP đẹp 100% anh em nhá. Anh ơi, đây, cái mang cá nó cũng đẹp này, mang cá cũng chất này. Đấy, mang cá rất chìa chất. Đấy, gọi anh em là hay chơi mà cảm thấy ok được thì con này thì chắc là nó cũng gọi là hơi rửa qua một chút nó cũng sạch rồi. Đầu bò E29 nhá. À đây, có nó có mấy con ốc ở đầu bò đây anh em nhá. Đấy, máy đẹp luôn. Thì thường những cái con này nó hay bị mất một cái ở đây, để ý nó rất hay bị mất đây. Anh em nhìn nhá. Đấy. Đấy, cái tai thỏ vẫn còn này. Đấy. Con này anh em nhá. Con này là 7 triệu rưỡi. Con này là mã 90, 7 triệu rưỡi. Đấy. Máy chất đẹp. Con này thì không phải suy nghĩ, quay bên kia em ơi. Ngày mùng 7 tháng 9. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 9 anh em nhá. Đây, bên này nó cũng đẹp này. Đấy, quá vip luôn. Đây. Cái hơi của nó anh em này. Hơi của nó là HMB2 và cái hơi của nó vẫn còn, anh em nhìn nhá, nó vẫn còn sơn nhá. Cái chủ này nó rất chi giữ gìn con này nên là xe nó vẫn còn đẹp. Đấy, con nào nó zin hoặc nó đẹp thì nó thường là giá nó cao. Đấy, 7 triệu rưỡi anh em nhá. Và con này chốt theo là anh em này. Và mua bin sườn này. Cần đạp quân số đẹp nhá. Và đây con IC của nó nhá. Đấy, và đây con nạp để chắc con nạp lô hay là con nạp đây, và chế hòa khí của nó đây, anh em nhá. Đây, chế hòa khí đẹp này. Đấy. 7 triệu rưỡi. Giá tiền như nào bên em sẽ bán theo như vậy. Rồi tiếp theo con này là con 93, mã 93. Con này cũng khá là ok, là đẹp. Đây, zin toàn bộ anh em nhé. Con này cũng gọi là đẳng cấp chất đây anh em nhé. Đây, tất cả nó hơi nó vẫn còn, cái này lúc vận chuyển nhá, lúc vận chuyển là khi nó va chạm nó bục cái đầu gì đấy nên là nó hay bị mất này. Anh em nhìn này, đầu bò E32 này, hơi HMC1 này. Đấy, hơi 90 đây. Và vách máy đây, vách máy này, côn này, điện này. Đấy, đẹp long lanh luôn anh em. Chốt được con này là con mã 93 anh em nhé. Đấy, kiện nó bao gồm là cần đạp quần số này, chế hoặc khí, thế thôi, không có gì cả. Rồi, con mã 93 anh em nhé. Có mua bên sườn chưa? Con mua sườn này chắc là nó hơi bọc một chút này. Rồi tiếp theo con 5 triệu rưỡi. Oh, 5 triệu rưỡi anh em ơi. Con này lúc vận chuyển này anh em, nó gãy mất cái này, quá là phí luôn. Mé. Nhìn này em phải bán 5 triệu rưỡi nha anh em nhá. 5 triệu. Hả? 5 triệu. À con này 5 triệu. Đây. Con này nó rất thiệt đẹp này. Nó cũng nguyên bản anh em nhá. Con này là nguyên bản chưa qua sửa chữa này. Ơi CD 90. Nói chung là thay gì anh biết thì đã đời mới. À, đây là con này, xem là con này nó bị tháo chưa nhỉ? Con này nó tháo rồi nhưng mà vẫn hơi xịn anh em nhé. À, cái đời cao là nó có chữ HG nhé. Đời cao để thay thế vẫn là hàng chính hãng Honda anh em nhé. Vì em bán nên là nó có chữ HG này, đều là HG-1 là cái dòng của Honda sản xuất ra thay thế. Chứ còn bình thường nếu hơi xịn của nó sẽ là HMC1 hay B mấy đấy. Còn anh em nhé, đây là cái răng chiếc nó vẫn nguyên bản hết anh em nhé. Là máy chạy vẫn còn khá là êm. Đây, con này giá 5 triệu anh em nhá. Đấy, quay chi tiết đây. Không có ý, không vô gì. Con này không vô gì. Đây, đầu bò là E29 anh em nhá. Đấy,
Nói chung là hàng của bên em thì con nào giá như nào bên em đều báo luôn. Anh em cảm thấy ok được thì anh em mua nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Sau có video là hay, anh em có thể xem qua bên em được về rất chi là nhiều máy đẹp, hàng của Trung Quốc này. Thì mình về đây. Em đang về con anh em là ưng được con CG nhá. CG, con CG 125 này. Đấy, anh em chạy con CG máy đứng thì là đây. Nó theo chế hòa khí của nó anh em nhá. Đấy, anh em về độ chế con CG nó gần như là mới. Gần như mới các bác nhá. Đây, phụ đề đây, xịn đây, hàng Honda chính hãng nhá. Hàng xịn sò luôn. Bên em còn hai con anh em nhá. Rồi, anh em kết thúc video, chào tất cả anh em nhá.